còn hai hàng nóng đá chẳng anh ấy lười và anh ấy về hai cái và tùy cái đơn sơ việt đá anh ấy lười đẹp anh ấy về đi phở bên đây là mấy giờ nữa anh ấy về về lia cho có chẳng về lười anh ấy về cái tùy cái đá lười và anh ấy hàng mộc đá lười và anh ấy sẽ ta về dùng cái cá bật bờ như thay dùng cho ở vị trí chè đấy bà anh ấy bật chân thằng chè bờ hay anh ấy có lẽ controller xong rạp dùng xe đi xong rạp xe thấy toàn là thiệp dùng trô ca màn mán dùng xe đi anh ấy dùng bay xe dùng cho hai bê tông xe này mắc chật ở chùa hai mà sẽ công ấy trong một lô này anh ấy ngâm xe đi buồn chẳng mấy trong xe mà xe toàn là thiệp bên tà lần đi cứ có chỗ lạ quên một tà lần bà anh ấy dùng tà lần hạp dùng lần rồi pram mày anh ấy cho chrome trăm buồn trên sôn còn xa thấy bây giờ chẳng lấy trâu ca chạy xe nó tiền xe nó tiếp bị chuột rồi buồn đằng xa đó dừng cầm đoạn hết dừng chạy xe rồi đấy bà chạy xe nó tiền phần năng này bà đâu đấy bà thấy anh ấy không tạm phù anh ấy bật bờ anh ấy bật bờ bên này dừng mày trở cả một lưỡi dừng bật bảo cái này thấy anh ấy mới chết trả lời trả lời cái đạn một kỳ tại cái bàn phó hay anh ấy sẽ tôn nâng bật đặc biệt dừng đề thì thôi dừng bật chẳng tới hay dừng chạy sổ hay miền bà nữ nào hàng khăn ông chẳng vì hay miền bật hiệp môi thì hay miền là lãnh bật bật đồ bật mà về những chạm sâu bị cá bên chạm sâu bị cá đó với những bậc này bạn thôi những ai bậc ba này bà về hàng cao chạm sâu chẳng những đom mà nên ở khăn nó về bậc vào tổ ập ấy đom hàng này chạm chụp sao khai đấy bà về những bậc sâu chẳng cả chuyện đây bờ miền nước hàng khăn nó những đom mà nâng mất đợt ấy một khăn đấy khăn lụt một đấy bật nó tóc nhu mũi nó lo mà tóc nhu mũi ở đấy là nó sưu nhầm rồi bãi chùa cái này bãi cái này ở đấy phải nắng anh không là chứ như chuyện bê tông bật đấy này bà.